tất cả các bạn. Lại là cô Dung đây, và trong video ngày hôm nay, cô Dung và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau học bài tiếp theo trong chương trình tiếng Anh lớp 3 Global Success của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhé. Và trong bài học ngày hôm nay, cô và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau học bài học số 9. Và here we go. Unit 9. Colors. Colors. First one, we are going to review the old lesson first. Now we have school things. School things. Nice. Nice. Pen. Pen. Pencil. Pencil. Ruler. Ruler. Book. Book. Pencil case. Pencil case. Notebook. Notebook. School bag. School bag. Eraser. Eraser. Look. Look. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang phần tiếp theo, đó là phần cấu trúc của bài học số 9. Sorry, phần từ vựng cũng như là cấu trúc của bài học ngày hôm nay nhé, bài học số 9. Okay, we have colors. Colors. Những màu sắc. C-O-L-O-U-R-S. Colors. Blue. Blue. Màu xanh dương, right? Brown. Brown. Màu nâu, đúng không nào? B-R-O-W-N. Brown. Red. Red. R-E-D. Red. Màu đỏ. J. Yellow. Yellow. Màu vàng, đúng không nào? Y-E-L-L-O-W. Yellow. Orange. Orange. O-R-A-N-G-E. Orange. Màu cam, đúng chưa nào? Green. G-R. Green. G-R-E-E-N. Green. Màu xanh lá cây. White. White. W-H-I-T-E. White. Màu trắng. Black. Black. B-L-A-C-K. Black. Pink. Pink. P-I-N-K. Pink. Màu hồng, đúng không nào? Purple. Purple. P-U-R-P-L-E. Purple. Màu tím. They. They, đây là họ, tức là chỉ hai người trở lên, một nhóm người mà trong đó không bao gồm người nói. Được chưa nào? Okay, here we have colors. They. Blue. Green. Red. Yellow. Orange. Black. Pink. Purple. White. Brown. Đây là toàn bộ từ vựng của bài học số 9 ngày hôm nay. Ok. Và chúng ta cùng xem trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ có cấu trúc gì cần phải ghi nhớ các bạn nhé. Ok. Trước tiên thì chúng ta hỏi, có câu hỏi là có cấu trúc để hỏi và trả lời xem một đồ vật nào đó có màu gì. Được chưa nào? Đồ vật nào đó. Một đồ vật nha các bạn. Một đồ vật thôi. Được chưa nào? What color is the... cộng với tên đồ vật mà chúng ta muốn hỏi ở đây. Câu trả lời sẽ có is cộng với màu sắc của đồ vật đó. Ở đây cô Dung có ví dụ. What color is the eraser? Cục tẩy này có màu gì? Is blue. Nó có màu xanh dương, đúng chưa nào? What color is the pen? Chiếc bút mực này có màu gì vậy? Is red. Nó có màu đỏ, đúng không nào? Or what color is the pencil? Cái bút chì này có màu gì vậy?
is yellow. And what color is the ruler? Cái thước này có màu gì? Is brown. Nó có màu nâu. Được chưa nào? Và cấu trúc tiếp theo đó là chúng ta hỏi về màu sắc của nhiều vật. Được chưa nào? Thì các bạn sẽ sử dụng cấu trúc là what color are there? Cộng với cái danh từ đồ vật, tức là cái đồ vật mà chúng ta muốn hỏi ở đây. Tuy nhiên, thì cô Dung có lưu ý cho các bạn, đó là phía sau chúng ta sẽ phải cộng với danh từ số nhiều. Đấy chứ nào, câu trả lời sẽ là they are cộng với màu sắc của các đồ vật đó. Ở đây, ví dụ, what color are the notebooks? They are green. Những cuốn vở này có màu gì vậy? Chúng có màu xanh lá. Đấy chứ nào. What color are the books? They are orange. Những cuốn sách này có màu gì? Chúng có màu cam. Được chưa nào? What color are the school bags? Những chiếc cặp sách này có màu gì? They are black. Chúng có màu đen. Được chưa nào? Or what color are the erasers? Những cục tẩy này có màu gì? They are white. Chúng có màu trắng. Được chưa nào? Vậy thì vừa rồi cô Dung đã cùng với các bạn chúng ta học từ vựng cũng như là cấu trúc của bài học số 9. Các bạn chúng ta sẽ ôn tập lại bài thật là nhiều lần và làm bài tập. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo nhé. Goodbye!